Ở thấy món quà sinh nhật như này, khi Kang So Young mở mắt ra, thì cái đám này lại bắt lấy một cô gái, sau đó ép cô ấy quỳ xuống trước mặt So Young. Mà quá đáng hơn cả, họ còn lấy trứng thối đập lên đầu của cô gái nhỏ. Tưởng là So Young sẽ bị món quà này dọa sợ, nhưng họ vẫn đổ lên đầu Eun Bi 5 cân bột mì, sau đó là nước hoa quả màu vàng, chiếc bánh sinh nhật đệ nhất có 102. Sau khi làm xong bánh sinh nhật, mà nhìn cô gái toàn thân bẩn thỉu, So Young có một kế hoạch hoàn mỹ. Đúng là quá thể biến thái. Nhưng thứ mà Eun Bi gặp phải không chỉ có vậy. Khi cô thay quần áo về lại phòng học, các bạn học đều chê bai trên người cô có mùi kỳ quái. Đến cả bạn cùng bàn tốt nhất cũng đuổi cô sang một bên. Eun Bi bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến nói chuyện. Cô ta chê trách Eun Bi không biết giữ vệ sinh sạch sẽ. Bất kể là cô đi đến đâu thì bên cạnh cũng vang lên tiếng cười nhạo. Eun Bi không chấp nhận được nên đã nhảy xuống cầu tự vẫn. Mà vừa hay, chị gái sinh đôi của cô cũng ở đó. Cả mặt Eun Bi kinh ngạc, ai ngờ Eun Bi lại rơi xuống hồ. May thay có chị gái liều mạng cứu giúp và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhưng không may thay, từ chỗ bác sĩ Eun Bi biết thêm rằng cô gái đã mất trí nhớ. Nhìn vào cơ thể toàn vết thương của Eun Bi, trong lòng Eun Bi đau vô cùng. Cùng với mối thù nhất định phải báo, trong lòng Eun Bi thề rằng nhất định giúp em gái mình. Khi Eun Bi đang xem sổ sách, cô mới phát hiện tất cả những gì em gái mình phải chịu đựng. Cô hận mình đến bây giờ mới biết chuyện này. Cô nhất định phải khiến cho những kẻ đó nhận được quả báo. Eun Bi mặc đồng phục của Eun Bi, sau đó tháo chiếc chun đang buộc tóc xuống. Cô muốn dùng thủ đoạn của mình bắt chúng phải chịu khổ. Nhưng vừa mới vào lớp học thì So Young lại có vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cô. Hẳn cô ta không biết người đứng trước mặt không còn là Eun Bi yếu đuối. Đôi mắt của Eun Bi kiên định hơn bao giờ hết. Đi trong hành lang còn cảm nhận được bá khí. So Young còn đang muốn kiếm chuyện, cô ta tưởng rằng đây là người dễ bắt nạt ngày trước, nhưng Eun Bi chỉ nhìn bảng tên một cái. So Young đánh phất tay của Eun Bi ra, sau đó cười đầy khinh bỉ. Sau đó lại như mọi khi bắt nạt Eun Bi, ai biết được ánh mặt của cô này đã khác. So Young tức giận định phản kháng, nhưng lại bị một cánh tay giữ lại. Hơn nữa cô ấy còn giơ tay lên, mọi người xung quanh ngây ra, tại sao Eun Bi đột nhiên lại thay đổi. Họ không biết rằng người ở trước mặt họ đây không phải là cô gái yếu đuối Eun Bi nữa, mà lại chị gái sinh đôi của cô. Chính vào hai ngày trước, So Young ấn mạnh cánh tay của Eun Bi, sau đó điên cuồng xé quần áo ra. Cô ta còn dùng điện thoại quay lại cảnh tượng tàn ác này. Eun Bi dùng hết sức chạy trốn, bởi vì không chịu được sự ô nhục, Eun Bi quyết định kết thúc cuộc đời mình. May thay chị gái đuổi đến kịp thời, cứu được Eun Bi lên bờ. Eun Bi sau khi mất trí nhớ đã thay đổi cuộc sống với Eun Bi, nhưng không nhầm thì phải xảy ra sự cố rồi. Có một lần Eun Bi vô tình rơi vào bể bơi, cảm giác nghẹt thở khiến cô nhớ lại tất cả. Trong lúc hoảng hốt, Eun Bi làm đổ tòa nhà trong phòng mình, trên đó lại có một quyển nhật ký. Liệu giữa chị em sinh đôi có tâm linh tương thông không? Lúc này Eun Bi mới biết là chị gái cứu được mình. Hóa ra khi 5 tuổi Eun Bi được một người tốt nhận nuôi. Eun Bi thì lớn lên ở cô nhi viện. Khi Eun Bi còn không biết nên giải thích với mẹ ra sao, thì Eun Bi đã quay lại. Mẹ nhìn thấy hai cô con gái trong lòng rất bất ngờ. May thay Eun Bi chủ động giải thích tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn nói với Eun Bi rằng bây giờ có thể yên tâm đi học rồi, không một ai có thể làm hại cô nữa. Nhưng họ không biết rằng lúc này So Young đã phát hiện điều khác thường. Cô ta bắt đầu do thám cô gái trước mặt, nhưng Eun Bi biết ý nên đã né tránh. Điều đó càng khiến So Young chắc chắn đây chính là cô gái bị bắt nạt Eun Bi. Cô ta hẹn Eun Bi lên tầng thượng. Eun Bi sợ hãi quay người lại. Ai biết được So Young còn quá đáng hơn. Cô ta đẩy Eun Bi về phía tường, dường như tìm được thùng rác chút giận vậy. So Young cười đầy khinh bỉ. Cô ta đang quay lại cảnh tượng xé áo của bạn học trước mắt. Cô ta còn tìm được người mua đoạn vai và thảo luận giá cả, thì một cô gái xông ra, cướp lấy điện thoại của So Young vứt ra đất, lại còn đạp thật mạnh lên. So Young vô tình phát hiện bức ảnh Eun Bin xuất hiện tại trường học khác, lập tức hiểu ra sự khác biệt và đó chính là hai người chứ không phải một. Cộng thêm hành động càng điên cuồng, cũng chỉ là vì muốn ép Eun Bin thừa nhận mà thôi. Nhưng cô ta không chỉ muốn có vậy. So Young mang điện thoại đi sửa, yêu cầu thêm là phải khôi phục một đoạn video. Trò hay mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngày hôm sau, So Young âm thầm quan sát Eun Bi, sau đó lập tức lấy điện thoại gọi cho Eun Bin. Eun Bin nghe xong mặt co lại, lập tức xông ra bên ngoài. Đợi đến khi cô đến trường học thì vừa hay gặp được em gái mình. Mọi người nhìn hai cô gái giống hệt nhau thì đều cảm thấy rất kinh ngạc. So Young lại đi lên tác oai tác quái, nhưng Eun Bin không cho cô ta cơ hội, trực tiếp kéo cô ta ra nhà vệ sinh. So Young còn định phản kháng, nhưng Eun Bin ấn cô ta ra tường. Nếu
가능한 아무 짓도 하지 않아. 그것뿐이야. Eun Bin rời đi ngầu đét, mặt của Soyoung không còn sự ngạo mạn khi trước. Mẹ cũng từ đó nhận nuôi thêm Eun Bi. Hai chị em quyết định chuyển trường, bắt đầu một cuộc sống mới. Eun Bi thường xuyên gặp phải những chuyện không hay, vốn dĩ nên có một cuộc đời sáng lạn, nhưng lại rơi vào con hố tối tăm. Nhưng Eun Bin cứ như tia sáng, kéo cô ra khỏi màn đêm, tìm lại chính mình. Nếu như không ai làm ánh sáng đó của bạn, thì hãy cố gắng biến thành ánh sáng của chính mình.